Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, và hôm nay Trường Nguyễn và Lê Lê đã có mặt ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích lần này của chúng tôi đi là để đến gửi đến cho quý vị khán giả ở khắp nơi, đặc biệt là bà con của chúng ta trong và ở ngoài nước, thấy được cái không khí đón Tết Xuân Tân Sửu 2021 như thế nào ở một số những cái vùng miền của Tổ quốc. Đến với thành phố Hồ Chí Minh thì mục đích của chúng tôi là muốn quay những cái hình ảnh cận Tết, những cái địa điểm trung tâm khi mà người dân thành phố Hồ Chí Minh đang tổ chức chuẩn bị Tết như thế nào. Và bây giờ là trên đường Điện Biên Phủ, tôi đang có mặt tại công viên Lê Văn Tám. Nơi đây thì có thể nói là một cái điểm chuẩn bị Tết sớm nhất ở thành phố Hồ Chí Minh này. Sáng nay thì uống cà phê, bạn bè nói là phải ghé ngang cái khu công viên Lê Văn Tám, hiện nay đang biến thành một cái khu vui xuân, để chúng ta thấy rằng những người kiều bào ở nước ngoài không có cái dịp về quê hương đất nước thì thấy được là cái Tết ở Việt Nam nó được như thế nào. Trường Nguyễn và Lê Lê cũng cố gắng ghi nhận một số những cái điểm như vậy để cho bà con được thấy. Và bây giờ là buổi chiều, cũng hơn 4 giờ chiều rồi, chúng ta sẽ vào công viên để xem coi không khí Tết đón sớm ở thành phố Hồ Chí Minh ra sao nhé. Xin mời các bạn cùng theo chân chúng tôi.
90 là học 4 tiếng đây là 6 tiếng. Vitamin. Cảm ơn. 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 Cảm
nào. 3, 2, 1. Nhấn nào. Rồi. Chỗ nào mình cũng chụp luôn. Nếu mà chỗ nào mình tâm đắc nhất, mình cảm thấy là nó thu hút mình nhất à. Vậy là gì? Đó cũng là một cái sản phẩm từ bên phía công ty Nên Đàn luôn. Nhưng mà trong cái góc ở đây thì có cái góc rồi. Quán là mình em này là hay là khu vườn trước đó này, hay là được tặng cho chị, đó là một chiếc túi sách của Jisoo. Rồi xin được chào chàng trai. Khi một ngày tiếp tục trao đi, lại thêm một niềm tin được lan tỏa. Tốt hội hãy cùng Trường An trao nhau những niềm tin tốt đẹp về một mùa xuân mới an vui, đầy khởi sắc. Tết có Trường An, các Trường An khang. Premium thực phẩm giàu đậu nành thượng hạng, đột phá với 7 bước tinh luyện công nghệ cao, loại bỏ tạp chất có hại, lưu giữ tối ưu dưỡng chất, tinh khiết tuyệt đối, tinh khiết tuyệt đối, khám phá ngay. Kính thưa quý vị khán giả của Việt Nam Today, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Trường Nguyễn có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh trong những cái ngày giáp Tết. Phần lớn là thời gian tôi ở Việt Nam thì hay dành để ở ngoài miền Bắc, nhưng mà bây giờ mình đến tới miền Nam mình thấy một cái không khí rất là khác hẳn. Chúng ta thấy là trong cái công viên Lê Văn Tám hôm nay trở thành một cái khu vui chơi, rất nhiều những cái cơ sở thương mại họ biến thành những cái gian hàng, không những mua bán mà lại còn tặng quà cho bà con đến tham gia. Cho nên là tiếng nhạc ở đây nó rất là rộn ràng. Và tôi đang đứng ở trên một cái dãy, trong đó người ta dựng lên những cái ngôi nhà của ba miền Bắc Trung Nam. Ở trong đó có bày những cái hình ảnh, những bàn thờ, những cái khung cảnh vào dịp Tết như thế nào. Và để cho cũng cho mọi người tới đây để chụp ảnh, có thể nói là những tà áo dài. Và hôm nay là cái thời tiết hôm nay là quá tuyệt vời. Hôm qua buổi tối thì có một cái cơn mưa lớn, cho nên hôm nay là khí hậu thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh phải gọi là mát mẻ. Mặc áo dài cũng tốt mà mặc áo phông cũng được, cho nên là từ Hà Nội mình thấy hơi rét mướt, mình vô đây mình thấy là nó rất là mát mẻ. Cho nên những hình ảnh mà Lê Lê ghi nhận vừa qua là cho chúng ta thấy một cái không khí cận Tết rất là đầm ấm. Đây cũng là những hình ảnh mà Trường Nguyễn cũng muốn gửi đến cho bà con của chúng ta, đặc biệt ở nước ngoài. Hiện nay là đang cái đại dịch Covid nó cũng còn đang rất là phải gọi là làm cho người ta mệt mỏi. Thì những cái hình ảnh này giúp ra cho bà con thấy là ở Việt Nam hiện nay một cái Tết phải nói là cũng đầy cái sự gọi là thách thức, khó khăn, nhưng người ta vui Tết như thế nào. Các bạn hãy cùng xem tiếp những cái hình ảnh mà Lê Lê ghi nhận sau đây nhé. Wow, một chai nó siêu to khổng lồ ạ. Wow, một chai nó siêu to khổng lồ. Wow, phải là chị ơi, cái đấy chị mình với em luôn đi anh rồi.
đây thì tại đây có một gian hàng làm bánh phu thê. À, thấy có một anh Tây đến để mà học cái cách để làm cái bánh này, và thấy là cô đang hướng dẫn cho anh làm. Nhưng mà tôi thấy ông có vẻ ông vụng về lắm, không biết ông làm được không, để mình hỏi ông mấy câu cho ông làm được nha. Ok, what's your name please? My name is Sergey. Okay, what are you doing? I am making some box bánh. Husband and wife. Okay. Is it easy for you to do it? It's just little bit hard. I see you sit here for a while, about 15 minutes, but you didn't make it. Can you do it? Just 5 minutes. Just 5 minutes. Now you learn how to do it the full thing. Yes. Okay. Now I know. Now is it the first time for you to do it? First time I try. Yeah. I walk in, I look interesting, and I come in for drying. Where you come from? I'm from Ukraine. Okay. Yeah, you know? And you stay in Vietnam for that for the first time? No, I live in Vietnam 6 years. 6 years, that yeah. is. But I don't speak Vietnamese, but I'm looking for teacher. Okay. For teacher. Yeah. Anh ấy ở bến từ nước Nga, Ukraine, và anh ở đây được 6 năm rồi. Và anh đã gọi là rất thích cái không khí Tết ở đây. How's the Tết of Vietnam? How's the Tết? But before I live in Mui Ne, and working in a restaurant. My boss, he's living in Ukraine also 10 years ago. But he's lived a long time, 26 or 27 years. He's working and study. His children was born in Ukraine and studying university, go to school. But this is the first time for you to eat Tết in Ho Chi Minh City? Ho Chi Minh is my first time. But my sister live in here. She also from Ukraine. Now she back to France. Anh nói là anh sống và làm việc ở Mũi Né được cũng 6 năm rồi, và nhưng là đây là lần đầu tiên anh đến thành phố Hồ Chí Minh ăn Tết, và anh đang học cái cách làm bánh như thế này, và anh cũng làm trong nhà hàng nha. Ok, đấy là hình ảnh mà anh đang rất là chăm chú để học cho được cái cách làm bánh phu thê. Các bạn biết là bánh phu thê thì là chữ phu thê là chắc là vợ chồng đúng không ạ? Cô ạ, phu thê là vợ chồng đúng không? You know what? This a phu thê mean là husband and wife. Food, eat, but its name first husband and wife. You see how different husband and wife. Okay, đây là cái sự khác nhau giữa đây là bánh chồng và vợ, hai cái là ghép lại với nhau thành một. Đó, đó là cái hình thức mà làm bánh phu thê. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Thank you.
Và trong lúc chờ đợi chương trình biểu diễn Acoustic sẽ được diễn ra, xin mời quý vị hãy cùng tiến về một phòng khám trung thượng. Bởi vì tâm mình là những lá thăm may mắn của chương trình phòng khám trung thượng Việt Travel Airlines trong buổi tối ngày hôm nay. Chương trình phòng khám trung thượng sẽ được diễn. Lễ hội Tết Việt, nhịp sống muôn màu. Các bạn đã xem cái hình ảnh mà những ngày cận Tết tại thành phố Hồ Chí Minh, tại công viên Lê Văn Tám. Có thể nói là bây giờ trời bắt đầu dịu đi và gia đình mọi người sẽ ào ạt tới trong cái khu vực này, vui chơi này. Hôm nay là ngày thứ bảy cho nên là mọi người chắc là sẽ rất là vui. Những hình ảnh mà Lê Lê và Trường Nguyễn ghi nhận trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi ở đây thôi cũng thấy được một cái sự tưng bừng cho một cái dịp xuân đang về. Cảm ơn tất cả mọi người dân Việt Nam luôn luôn lúc nào cũng hết sức là đoàn kết với nhau để tạo nên một cái mùa xuân hết sức là ấm áp. Mặc dù là đại dịch Covid nó đang hoành hành khắp nơi trên thế giới, nhưng mà khi nhìn về đất nước thì chúng ta thấy là mọi người cũng đều đang chuẩn bị cho một cái Tết rất là vui, phải không ạ? Xin ghi nhận tại đây và cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán giả.